Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài 9 trong phần Kanji Re-en Learn N3. Bài 9 có chủ đề là CI, trận đấu. Chúng ta sẽ quan sát các chữ từ 449 đến 464. 449 là chữ thắng cho từ chiến thắng, 450 là chữ phụ có nghĩa là thua. 451 là chữ tán cho từ tán thành, 452 là chữ thành cho từ tán thành thành công, 453 là chữ tuyệt trong từ tuyệt vọng, tuyệt mệnh. 454 là chữ đối trong từ phản đối, tương đối. 455 là chữ tục trong từ liên tục, tiếp tục. 456 là chữ từ trong từ từ chức. 457 là chữ đầu trong từ đầu tư, nghĩa là ném. 458 là chữ tuyển trong từ tuyển cử, tuyển thủ. 459 là chữ ước trong từ hôn ước. 460 là chữ gì nhỉ? 460 là chữ thúc, có nghĩa là bó cuộn hoặc là lời hứa. 461 là chữ thủ trong từ bảo thủ, bảo vệ. 462 là chữ quá trong từ quá trình hoặc là quá khứ, là những gì đã qua. 463 là chữ mộng trong từ gì à? Trong từ ác mộng hoặc là nghĩa là giấc mơ. 464 là chữ đích trong từ mục đích. Bây giờ các bạn sẽ đi vào chi tiết từng chữ nhá. Đầu tiên các bạn có chữ thắng. Chữ thắng ghép bởi phần bên trái là bộ nguyệt, nghĩa là mặt trăng. Phần bên phải các bạn có thể chia ra nhỏ ra đúng không nhỉ? Đây có phải là giống số, đây là nhị đúng không? Một gạch này, hai gạch này là nhị. Đây là gì nhỉ? Đây là chữ hỏa. Đấy, vậy thì đây là hai ngọn lửa, dưới là chữ lực. Vậy có thể nhớ câu chuyện là nhật nguyệt đúng nhỉ? Và hai ngọn lửa. Đây là nguyệt nhá. Nhật nguyệt và hai ngọn lửa. Tiếp lực đúng nhỉ? Trợ lực. Giúp tôi có lực để tới chiến thắng. Đấy, tất nhiên thì câu chuyện nó còn dài hơn là chúng ta nhìn chúng ta nhớ đúng nhỉ? Thế nhưng mà nếu mà muốn có cách nào đấy thì các bạn có thể dùng, có thể tham khảo. Âm cơn của chữ này đọc là ca hoặc là chữ ca thêm trường âm, à thêm ông ngắt hoặc là masa, ví dụ trong từ katsu có nghĩa là chiến thắng là cái từ các bạn hay dùng nhất. Kateni là chữ thắng và chữ thủ nghĩa là tùy tiện. Masaru nghĩa là vượt trội áp đảo. Âm ôn đọc là sho, ví dụ trong từ shobu là thắng phụ có nghĩa là sự thắng thua. Yusho suru là ưu thắng có nghĩa là vô địch chiến thắng. Kesho là chữ quyết với chữ thắng có nghĩa là quyết thắng. Sensho là chữ chiến chữ thắng. Shodi là thắng lợi. Tham khảo về kanji tương tự, các bạn có một chữ này là chữ đằng nhá. Chữ đằng. Chữ đằng này thì nó có cấu thành gần như là giống chữ thắng, khác mỗi ở trên, khác mỗi cái phần dưới này không phải là bộ lực mà là bộ ngôn đúng không? Đằng này có nghĩa là sao chép. Tiếp theo các bạn có chữ phụ. Chữ phụ này ghép bởi gì nhờ? Ở trên nó cũng chả là cái bộ gì, nó giống gần giống cái ký hiệu lặp lại mà hôm trước chúng ta học ấy. Ở dưới là bộ bối. Thì chính vì vậy, chính vì ở trên nó không có là cái bộ gì nên chúng ta sẽ không nhớ theo câu chuyện nhé. Về cách đọc và từ vựng này, âm cưn đọc là ma hoặc là ô, ví dụ trong từ makeru nghĩa là thua hoặc là thất bại. Makasu là đánh bại. Ô nghĩa là chịu hoặc là gánh vác. Seo là bối phụ nghĩa là cõng hoặc là gánh vác này. Về âm ôn đọc là bư hoặc là hư, ví dụ trong từ shobu là thắng phụ nghĩa là sự thắng thua. Fusho là phụ thương nghĩa là việc bị thương. Hofu là bão phụ là ấp ủ. Hư tan là phụ đảm, là gánh vác. Và hư sai là phụ trái, là khoản nợ. Về kanji tương tự, các bạn sẽ có một số cái chữ Hán nó gần gần giống. Thứ nhất, đây là chữ bối. Các bạn thấy chữ bối là ghép bởi gì đây? Ghép bởi... thực ra là chữ bối đây là chữ tượng hình, đúng nhỉ? Hình con sò, con ốc ấy. Nhưng mà nếu mà phân tích ra tiếp thì nó giống như là... cái gì nhỉ? Nó giống như là chữ mục là cái mắt, vậy dưới là bộ bát, đúng không? Thì cái chữ bối này đọc là gì? Đọc là kai. Đọc là kai. Kai này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là con sò, con ốc nhá. Và thông thường những cái chữ mà có bộ này ấy, có cái bộ bối này này, nó sẽ liên quan đến tiền bạc, tài sản. Bởi vì ngày xưa người ta dùng cái sò ốc làm gì nhỉ? Làm cái để trao đổi. Đây là chữ viên. Ở trên là bộ khẩu và dưới là bộ gì? Dưới là bộ bối đúng không? Viên này trong từ gì nhỉ? Trong từ chúng ta rất là quen cái từ kai sha in đúng không? Đấy, kai sha in. Đọc là in nhá. Cái này thì không có gì đâu. Ví dụ Kyoin là gì nhỉ? Giáo viên. Đấy. Ngoài đọc là Kyoshi thì người ta có dùng Kyoin. Đây là chữ mãi, nghĩa là mua, đúng nhỉ? Ở trên là bộ võng. Ví dụ đọc là Kau, cái này thì là N5 rất là đơn giản rồi, có thể các bạn sẽ nhớ hết. Hoặc trong từ gì nhỉ? Trong từ gì nhỉ? Trong từ bye bye không phải là tạm biệt mà là gì nhỉ? Chữ mãi, ví chữ mãi nghĩa là gì nhỉ? Mua bán. Tiếp theo nhé, chữ trinh. Chúng ta có chữ trinh là ghép bởi trên là bộ gì nhỉ? Bộ bốc, bói toán, và dưới là bộ bối.
Đấy, chữ trinh này nghĩa là gì nhỉ? Trong trắng, sự trinh bạch ấy. Tiếp theo chúng ta có chữ tán. Chữ tán ghép bởi phần trên là gì đây? Phần trên đây là hai chữ phu đúng không các bạn? Đây là một này, đây là hai này. Đấy. Hai chữ phu dưới là gì nhỉ? Dưới là bối. Thì chữ tán này chúng ta nhớ theo cách là hai phu quân mang bảo bối về mong vợ tán thành đúng không nhỉ? Hoặc mong vợ tán thưởng, mong vợ tán dương, tùy nhá. Đây là trên là hai chữ phu đúng không nhỉ? Là hai phu quân ấy mang bảo bối, mang sò, mang ốc về để cho vợ tán thưởng, tán dương đúng không? Âm cương thì chữ này không có, âm ôn đọc là san, ví dụ trong từ san xê sư rự là tán thành. Sam pi nó ghép với chữ tán với chữ phủ. Phủ bình thường đọc là hi, thế nhưng mà bởi vì đằng trước tán là có chữ âm ưng, do vậy là nó sẽ biến thành thành gì nhỉ? Thành p, đọc là sam pi, tán phủ nghĩa là đồng ý hoặc là phản đối. Dề san là chữ tuyệt với chữ tán nghĩa là khen ngợi hết lời. Sô san sư rự là thưởng tán nghĩa là tán thưởng khen ngợi. San đô sư rự là tán đồng nghĩa là tán thành đồng tình. Về kanji tương tự ấy, chúng ta sẽ có đây là chữ thế, các bạn thấy nó cũng na ná giống đúng không? Ở trên có hai cái bộ phu đúng nhỉ? Cũng giống như vậy nhá, và dưới là bộ bộ gì nhỉ? Bộ bộ gì nhỉ? Bộ Nhật đấy, nó cũng tựa tựa như cái bối này mà nó bị thiếu đi mất một mắt với lại không có cái chân thôi. Thế này là trong từ thay thế trong tiếng Việt đấy, thế đọc là kaeru, kawaru đúng nhỉ? Tự động từ là kawaru, còn tha động từ là gì đấy? Kaeru. Đấy, có rất là nhiều từ cùng đọc là kaeru kawaru kìa. Tiếp theo chúng ta có chữ thành. Chữ thành đây đấy, chữ thành ấy về mặt bản chất ấy là nó ghép bởi bộ tuất đúng nhỉ? Bộ tuất đây, bộ tuất các bạn thấy rất là giống con chó đúng không? Đấy, nó cực kỳ giống cái bộ tuất luôn, với lại bộ gì nhỉ? À thực ra là giống bộ tuất, xong là cái nét nó ngoặc xuống một chút như thế này, mình cũng không hiểu lắm. Tóm lại là nó cũng khá là khó 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 nhớ cái cách để hình thành từ này nhá. Âm cương đọc là na, ví dụ từ na rự nghĩa là trở thành, trở nên. Âm ôn đọc là c hoặc là dồ, trong đó c là nhiều. Ví dụ trong từ san xê sư rự là tán thành, xê chô là thành trưởng nghĩa là trưởng thành, xê jin là thành nhân nghĩa là người trưởng thành. Ở Nhật có một lễ hội rất là nổi tiếng là xê jin shiki là lễ trưởng thành, xê xê ki là thành tích, can xê là hoàn thành, xê cô là thành công, dô dư sư rự là thành tựu, là đạt được cái gì đó lớn lao. Về kanji tương tự chúng ta có đầu tiên đây là chữ uy. Chữ uy này các bạn thấy chữ uy là gì đây nhỉ? Nó là giống cái khá là giống chữ thành, nhưng mà nó thay cái bộ gì đấy, nó thay cái bộ, nó thay cái nét này đúng không? Bằng trên là bộ nhất và dưới là bộ nữ đấy. Uy này trong từ gì nhỉ? Trong từ uy lực, ví dụ trong từ y điêu cự đấy, đọc là uy lực. Hay là trong từ gì nhỉ? Trong từ kéo ra đây để viết được nhiều từ hơn nha. Trong từ quyền uy đúng không nhỉ? Quyền là ken, uy là y đấy, quyền uy đọc là ken y. Các bạn có thể dùng những cái này để gì đấy, các bạn tạo ra từ vựng. Ví dụ nhé, trong tiếng Việt mình có chữ gì? Có chữ uy tín đúng không? Uy tín, vậy thì uy đọc là y, tín đọc là xin, vậy các bạn thử có y xin em có không? Đấy, bạn thấy chưa, có uy tín. Đấy là cách chúng ta vận dụng tiếng Việt để chúng ta học tiếng Nhật đấy. Rồi thì gì nữa, uy thế nữa cũng có, ví dụ thử có uy thế nhá, y xin này, IC là uy thế, xem có không nhá. Có uy thế đúng không? Tiếp theo chúng ta có đây là chữ gần giống nó nữa, đây là chữ tuất nghĩa là con chó. Đấy. Thế nhưng mà chữ này thực ra là rất là ít dùng. Chúng ta cực kỳ ít dùng cái chữ này, đa số ở Nhật thì nếu mà dùng để chỉ con chó người ta hay dùng chữ chữ khuyển hơn. Tiếp theo chúng ta có chữ tuyệt. Chữ tuyệt các bạn thấy là ghép bởi phần bên trái là gì nhỉ? Phần bên trái là bộ mịch đúng không? Đây. Bộ mịch này có nghĩa là gì nhỉ? À sợi chỉ. Phần bên phải là chữ gì? Chữ sắc, có nghĩa là màu sắc đúng không? Toàn bộ chữ này tạo ra chữ tuyệt. Vậy thì có thể chế câu chuyện đây là loại chỉ này có màu sắc tuyệt đẹp. Đây là chỉ này, màu sắc nó của nó rất là tuyệt đẹp đúng không? Âm cương là tha, ví dụ trong từ thaeru là liên tục. Thaeru là hết, ngưng hoặc là dừng. Tại sao thaeru lại là liên tục mà thaeru lại là hết, ngưng, dừng? Dư này chính là nai các bạn ạ. Đấy. Hết ngưng dừng thì là thể khẳng định nhá, nhưng mà thae dừ là thae nai, có nghĩa là không hết, không ngưng, không dừng, nghĩa là liên tục. Âm ôn đọc là dê sự hoặc là dê có cái âm ngắt, ví dụ dê tai nhị có nghĩa là tuyệt đối đúng nhỉ. Một số từ khác nhá, dê sư mết sự là tuyệt diệt, có nghĩa là bị diệt vong, bị tuyệt chủng này.
Kizetsu là khí tuyệt, là ngất, bất tỉnh. Zetsubo là tuyệt vọng. Kyozetsu là cự tuyệt. Zepin là tuyệt phẩm. Danzetsu là đoạn tuyệt. Đấy là một số từ mà khá là giống tiếng Việt mình, đúng không? Về thông tin bổ sung, chúng ta sẽ có cách sử dụng của từ zetai, zetai ni. Thứ nhất, nó đi với câu khẳng định thì sẽ mang nghĩa là nhất định, sẽ giống với lại từ kanarazu. Ví dụ, kotoshi N6 zetai toritai, nghĩa là năm nay nhất định muốn lấy N3, đúng nhỉ? Sẽ giống với lại kanarazu nhá. Và nó đi với câu phủ định mang nghĩa là tuyệt đối không, sẽ giống với keshite. Ví dụ, zetai ni kono botan ni sawaru na, có nghĩa là tuyệt đối không được chạm vào cái nút đấy. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ đối. Chữ đối ghép bởi gì nhỉ? Ghép bởi phần bên trái là bộ gì? Phần bên trái là bộ văn, phần bên phải là bộ thốn. Vậy chúng ta đặt tên cho một người là Văn Thốn, đúng nhỉ? Phản đối cái thằng tên là Văn Thốn, bởi vì tên của nó nghe thốn quá. Phản đối thằng Văn Thốn nhá. Âm cương không có, âm ôn đọc là tai hoặc là chi. Ví dụ, zetai ni có nghĩa là tuyệt đối này. À, gì nhỉ? Hantai suru là phản đối, đối ngược với từ sanse, tán thành của cái chữ tán lúc nãy. Taisho là đối tượng, có nghĩa là đối tượng. Chữ nhất với chữ đối đọc là gì nhỉ? Ichi, ichi là nhất đối, là một cặp. Sotai teki ni là tương đối đích, là một cách tương đối. Taisho là đối xử, nghĩa là xử lý. Taisho trường âm nghĩa là đối xứng. Taisho tiếp là đối chiếu. Vậy các bạn thấy này, đối tượng, đối xứng hay đối chiếu đều đọc là taisho hết. Đấy là lý do mà tiếng Nhật nó rất là khó, đúng nhỉ? Tại sao người ta phải viết kanji là như vậy? Nếu không thì cứ viết như này rất là khó để đối phương hình dung ra. Về về thông tin bổ sung, chúng ta có chữ đối này, nó tạo ra ngữ pháp là ni taishite, mang hai cách dùng. Thứ nhất là đối với, thì nó thể hiện hành động thái độ của đối tượng này đối với đối tượng kia. Ví dụ, meue ni taishite shitsurei na taido toru na là không được có thái độ vô lễ với gì đấy, với người trên. Với nghĩa tiếp theo, nó mang nghĩa là đối lập với, trái với. Nó thể hiện sự khác biệt rõ ràng giữa hai đối tượng, chẳng hạn như là Yara-san wa jimi na fuku ga suki na no ni taishite Yara-san wa hade na fuku wo kiteiru. Tức là trái với anh Tanaka thích những bộ đồ giản dị ấy, thì anh Yamada lại hay mặc những bộ đồ màu mè, đúng nhỉ? Hai đối tượng trái ngược nhau thì người ta dùng cái này nhá. Còn trên là không phải là trái với mà là đối với. Đấy, từ người này đối với đối tượng kia. Tiếp theo chúng ta có chữ tục. Chữ tục ghép bởi phần bên gì nhỉ? Phần bên trái là bộ gì? Phần bên trái là bộ mịch, là sợi chỉ. Phần bên phải là gì nhỉ? Phần bên phải là bộ, phần bên phải là chữ chữ gì nhỉ? Chữ mại, đúng không? Đấy, trong từ thương mại nghĩa là bán. Vậy thì có thể nhớ đây là loại chỉ này được bán liên tục. Đấy, loại chỉ này được bán liên tục nhá. Âm cương đọc là chữ, ví dụ trong từ chữ keru nghĩa là tiếp tục tha động từ. Vậy tự động từ của nó sẽ là chữ cự, cái gì đó tiếp diễn, đúng nhỉ? Danh từ là chữ ki là phần tiếp theo, đúng nhỉ? Ví dụ như là kono drama no chữ ki o hayaku mitai, tôi muốn xem sớm cái phần tiếp theo của bộ phim này. Tezuki là thủ tục, nghĩa là quy trình, thủ tục này. Âm ôn đọc là dô cự, ví dụ trong từ đen dô cự là liên tục. Se chữ dô cự si là tiếp tục từ, nghĩa là liên từ. Kê dô cự là kế tục. So dô cự là tương tục, nghĩa là sự thừa kế, sự tiếp nối. Dô cự dô cự là nối tiếp. Về kanji tương tự, chúng ta thấy đây có chữ thống. Các bạn thấy này, cùng chung bộ gì nhỉ? Cùng chung bộ bộ mịch nhá. Cái đuôi cũng giống giống nhau nhá, cái phần trên nó cũng hơi na ná, đúng nhỉ? Chữ thống này đọc là gì đây nhỉ? Chữ thống này đọc là âm cương là suberu, sẽ học ở trong N2, có nghĩa là thống lĩnh đấy, cai trị, đọc là suberu. Còn khi ghép âm đọc là thô, ví dụ từ thô kê, thống kê này đấy, thô kê. Hoặc các bạn có một cái từ khá là nổi tiếng, đấy là từ tổng thống ấy, đúng không? Đai thô điều, đúng nhỉ? Đại thống lĩnh. Nó hơi khó một chút nhưng mà các bạn quan sát để biết thêm nhé. Đai thô điều. Đấy, đấy là cái phần thông tin bổ sung thêm của cái chữ thống mà gần gần ná ná chữ gì nhỉ? Chữ tục. Đây là chữ kết cũng gần giống đúng không? Nó thay mỗi cái bộ dưới này bằng bộ khẩu. Chữ kết này chúng ta học từ mấy bài trước rồi, đọc là musubu, đúng nhỉ? Có nghĩa là gì nhỉ? À, có nghĩa là kết nối. Đấy, kết nối này, nối. Hoặc là gì nhỉ? Đọc là kết sự. Đấy, ví dụ như kết hôn, kết hôn nhá. Đúng không? Kết hôn. Hay là gì nhỉ? Hay là đan kết sự, đoàn kết này.
Tiếp theo, chúng ta có chữ từ. Chữ từ ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Bộ thiệt là cái lưỡi. Đây các bạn này, cái phần này là cái lưỡi đây này. Đấy, đây là cái lưỡi. Phần bên phải là bộ tân, là cay đắng đúng không? Carai đấy. Thì chúng ta có thể nhớ là lưỡi ngậm đắng cay vẫn không từ bỏ. Đây là cách nhớ của chữ từ nhá. Âm cương đọc là ya trong từ yameru, nghĩa là từ bỏ. Ví dụ tabako yameru là bỏ thuốc ấy. Âm cương, xin lỗi, âm ôn đọc là ji, ví dụ từ ji chỗ là từ thư, là từ điển này. Ji tên cũng là từ điển. Lát chúng ta sẽ so sánh hai cái từ ji chỗ và ji tên nhá. Ji sô cự là từ chức, ji tai sự là từ thoái, từ chối. Ví dụ các bạn được chọn nhận học bổng ấy, đúng không nhỉ? 1 tỷ một năm ấy, nhưng mà bởi vì thấy trách nhiệm nặng nề quá các bạn không nhận nữa, các bạn từ chối, thì cái trường hợp đấy người ta dùng từ ji tai là từ thoái, đúng nhỉ? Oseji là thế từ, nghĩa là nịnh nọt, khen để lấy lòng. Ji hiểu là từ biểu, nghĩa là đơn từ chức. Về tham khảo này, từ về so sánh giữa từ ji chỗ và từ ji tên, thì ji tên ấy, chữ từ chữ điển là tài liệu trọng tâm vào việc giải thích cách dùng, ý nghĩa của từ vựng chữ Hán, các ngôn ngữ nhất định nào đó ấy. Nó là tài liệu trọng tâm vào việc giải thích cách dùng, ý nghĩa của từ vựng chữ Hán, các ngôn ngữ nhất định nào đó nhé. Và mình hay gặp những cụm từ cố định như là cục cư ngô ji tên, từ điển quốc ngữ, từ điển tiếng của nước mình ấy, hay là ewa ji tên, từ điển Anh Nhật. Thì trong trường hợp này người ta sẽ không dùng ji chỗ, đúng nhỉ? Người ta dùng ji tên. Đấy, bởi vì nó trọng tâm vào cái việc đấy. Còn từ di chỗ theo nghĩa hẹp thì cũng gần như tương tự như vậy. Thế nhưng mà nó còn có nghĩa rộng hơn, là bao gồm tổng thể cơ sở dữ liệu đã sắp xếp phân loại về cách dùng, ý nghĩa của các từ vựng chữ Hán hoặc là ngôn ngữ nhất định nào đó nhá. Đây là cái sự khác nhau của hai cái đấy. Tiếp theo, chúng ta có chữ đầu. Chữ đầu ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Phần bên trái là bộ thủ, là cái tay. Phần bên phải là bộ thù, là vũ khí đúng không? Thì có thể nhớ là tay này mang vũ khí đi đầu tư, đúng không nhỉ? Đấy, tay này mang vũ khí đi đầu tư vũ khí rất là giàu. Âm cương đọc là na, ví dụ từ nageru là ném, đúng nhỉ? Ví dụ bô đúng không? Nageru là ném bóng. Âm ôn đọc là thô, ví dụ toshi là đầu tư. Tohio suru là đầu phiếu, nghĩa là bỏ phiếu. Tosho là đầu thư, nghĩa là thư bạn đọc, ý kiến bạn đọc. Toshu là đầu thủ, là người ném bóng. Về phần kanji tương tự, chúng ta có chữ này gần giống nó đúng không? Đây là chữ dịch, chúng ta học hôm trước rồi. Đọc là gì nhỉ? Đọc là eki đúng không nhỉ? Eki hoặc là yaku, ví dụ trong từ yakuni. Yakuni tatsu. Nghĩa là gì? Nghĩa là có ích. Đọc là yaku nhá. Đấy. Còn ví dụ đọc là eki trong từ shieki đúng không nhỉ? Các bạn có shiekike ấy. Sứ dịch hình ấy, các bạn biết đây là cái thẻ gì không các bạn? Đây là thẻ sai khiến của các bạn ấy. Thẻ sase ấy, saseru đấy. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ tuyển này. Chữ tuyển ghép bởi phần trên là hai chữ gì đây các bạn? Phần trên là hai chữ kỷ đúng không? Một kỷ này, hai kỷ này. Đấy. Dưới là chữ gì? Dưới là chữ cộng đúng nhỉ? Đây là bộ xước, là con đường. Vậy có thể nhớ là trên đường đúng không nhỉ? Đây là trên đường nhá. Hai đứa tự kỷ này đang được cộng đồng này, dưới là cộng tuyển chọn. Đấy. Trên đường có hai đứa tự kỷ đang được cộng đồng tuyển chọn. Thì khi mà chế cách nhớ, các bạn phải chế theo cái thứ tự nhé, chứ các bạn chế loạn xì ngậu cả lên thì rất là khó để các bạn nhớ được cái chữ đấy là gì. Thì đây là hoàn toàn theo đúng thứ tự của nó, đúng không nhỉ? Âm cưn là gì đấy? Era trong từ era bự, nghĩa là chọn hoặc là lựa. Âm ôn đọc là sen, ví dụ trong từ senshu là tuyển thủ, nghĩa là người chơi hoặc là vận động viên. Ví dụ nha, đối với môn các môn thể thao, sports senshu là môn gì nhỉ? Các gì nhỉ? Các vận động viên thể thao. Sentaku suru là tuyển trạch, nghĩa là lựa chọn. Nó lịch sự hơn từ elabu nhá, còn nghĩa thì tương tự. Chiu sen là chữ trừ tuyển, nghĩa là rút thăm. To sen suru là đương tuyển, là trúng cử, trúng giải. Senkyo là tuyển cử, nghĩa là bầu cử. Senkyoken là tuyển cử, quyền là quyền bầu cử. Thì ngoài ra còn có từ tổng tuyển cử nữa. Nếu mà bổ sung thêm, ví dụ viết vào đây nhá, là so gì nhỉ? So senkyo. Đấy, tổng tuyển cử này. Đây là những cái từ mang tính chất chính trị đúng không? Về kanji tương tự ấy, chúng ta có đây là chữ cảng. Nó cũng gọi là giống thì cũng không hẳn, nhưng mà nó cũng na ná tựa tựa đúng không nhỉ? Nó trên là bộ cộng đúng không? Đây là dưới, nhưng mà đây là trên là bộ cộng, dưới là gì? Dưới là kỷ và đây là nước. Thì cảng này đọc là gì nhỉ? Đọc âm cương là Minato. Đấy, cảng của Mỹ Nato đấy, các bạn có thể nhớ cách đấy để nhớ âm cương nhá. Còn âm ghép đọc là gì? Đọc là cư, đọc là gì nhỉ? À. Cô đúng không? Trong ví dụ trong từ cư cô này. Đấy. Cư cô là không cảng, nghĩa là sân bay. Tiếp theo các bạn có chữ ước. Chữ ước ghép bởi phần gì nhỉ? Phần bên trái là bộ gì? Phần bên trái là bộ mịch, là sợi chỉ. Phần bên phải là chữ trước. Thế nhưng mà cái này nó ít dùng cho nên là chúng ta cũng không tạo câu chuyện. Chữ này không có âm cương thường dụng.
Âm ôn đọc là gia cự, ví dụ trong từ gia cự số cự là ước thúc, nghĩa là lời hứa. Yo gia cự không có trường âm, nghĩa là giữ ước, là đặt trước. Đấy. Gia cự hyakunin là ước bách nhân, khoảng 100 người. Cái từ gia cự này mang giống nghĩa từ hobo hay là từ oyoso nhá. Đây mấy cái từ đồng đồng nghĩa nhau này. Đấy là từ hobo này. Oyoso khoảng đúng nhỉ? Gia cự đúng nhỉ? Rồi đai tai đúng không? Đấy. Thì nó đều mang nghĩa kiểu giống như là gì nhỉ? Gurai khoảng bằng đó. Kon gia cự là hôn ước, nghĩa là hôn ước. Setsuyo cự là gì nhỉ? Setsuyo cự là chữ tiết với chữ ước, nghĩa là tiết kiệm. Kê gia cự là chữ khế với chữ ước, nghĩa là hợp đồng. Ví dụ kê gia cự sho là bản hợp đồng đúng không? Yo gia cự là chữ yếu với chữ ước, nghĩa là khái quát. Đấy. Tiếp theo các bạn có đây là chữ tương tự với nó, ví dụ đây là chữ đích, chúng ta sẽ học ở phần tới nhé, cho nên là sẽ không viết cái cách đọc của nó ra. Đây là chữ trước, chữ cước. Đấy, chữ cước các bạn thấy là ghép bởi bộ kim với lại bộ gì nhỉ? Bộ trước này đúng không? Thì này chính là gì nhỉ? Chính là tsuru. Tsuru. Câu cá. Đấy, đọc là tsuru nhá. Còn gì nhỉ? Trong từ otsuri có nghĩa là tiền gì đấy? Tiền thối đúng không? Không phải là tiền bị thối mà là tiền tiền thừa, tiền tiền đưa lại ấy. Tiếp theo chúng ta có chữ thúc. Chữ thúc ghép bởi bộ gì nhỉ? Chữ thúc nếu mà phân tích thì nó ghép bởi bộ bộ khẩu này, đây là cái miệng và đây là bộ mộc và cái cây, nó biến đổi đi một chút đúng không? Âm cun là taba, ví dụ trong từ hanataba là gì nhỉ? Hoa thúc là bó hoa, không phải là vinataba đâu nhá. Hanataba là bó hoa. Taba nghĩa là bó, búi hoặc buộc. Động từ là thabaneru nghĩa là buộc thành bó. Đấy, cái gì chúng ta bó lại thành một bó, chúng ta buộc lại thì dùng là động từ là thabaneru. Âm ôn đọc là sô cự, ví dụ từ gia cư sô cự là ước thúc, là lời hứa. Sô cư ba cự là thúc phược, là sự trói buộc. Thì cái từ sô cư ba cự này chúng ta học ở những trình độ cao hơn như là N1, N2 chẳng hạn. Về kanji tương tự có một số chữ na ná tựa tựa cái hình của chữ thúc này, ví dụ chữ đông. Chữ đông các bạn gạch ngang thêm một nét thì thành chữ đông đúng không? Chữ đông đọc là gì nhỉ? Đọc là higashi. Higashi nghĩa là hướng đông. Còn ghép âm đọc là gì? Đọc là tô, ví dụ gì nhỉ? Tô nan đúng không? Tô nan này. Đấy, đông nam. Tonan nhá. Đọc là Đông Nam đúng không? Hay là gì đây? Các bạn có từ gì nhỉ? Các bạn có vùng Đông Bắc của Nhật đúng không? Đọc là gì? Đông Bắc là Tohoku. Tohoku. Được chưa? Hay là các bạn có gì nhỉ? Vùng Kanto, Quan Đông đúng nhỉ? Vùng Tokyo ấy. Kanto. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ Kinh cũng gần gần giống chữ này, đúng nhỉ? Đấy, chúng ta thấy cái phần phần gì nhỉ? Phần phần chỏm này cũng có nhé, phần ngang cũng có nhé, phần phần phần, phần chữ khẩu này cũng có nhé, dưới cũng ngoe ra như này, mỗi tội là nó không xuyên ra như này thôi đúng nhỉ? Đấy, tóm lại nó cũng hơi tựa tựa một chút. Thì đây là chữ kinh, đọc là gì đây nhỉ? Đọc là Kyo, ví dụ trong từ Kyo, Kyoto đúng không? Thành phố Kyoto là kinh đô đấy. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc trong từ Jo, Joke. À xin lỗi. Không, nó không đọc là như vậy. Tiếp theo chữ sách này, nó cũng gần gần tựa tựa như vậy đúng nhỉ? Nó thêm cái bộ trúc ở trên và nó không phải là nó khép kín như này mà nó hở hở ra như này. Thì sách này trong từ gì nhỉ? Trong từ chính sách. Seisaku. Đấy, đọc là Seisaku. Hoặc là trong từ gì nhỉ? Trong từ đối sách. Taisaku. Taisaku. Tiếp theo các bạn có chữ thủ. Chữ thủ ghép bởi phần trên là gì nhỉ? Phần trên là bộ. Bộ gì? Bộ bộ miên là mái nhà, phần dưới là bộ gì nhỉ? Phần dưới là bộ thốn đúng không? Thì chúng ta có thể chế câu chuyện là có đứa bảo thủ ở trong nhà ấy. Đúng nhỉ? Đây là toàn bộ chữ này là thủ nhá, trong bảo thủ. Có đứa bảo thủ ở trong nhà thì thật là thốn. Âm cun đọc là mamo hoặc là mori, ví dụ mamoru nghĩa là bảo vệ hoặc là giữ này. Komori uta là tử thủ ca, là bài hát du. Omamori là bùa phòng thân. Âm ôn nó đọc là sư hoặc là siêu tùy trường hợp, ví dụ rư là lưu thủ, là vắng nhà. Rư sư bang dewa là lưu thủ phiên điện thoại, là máy trả lời tự động, hộp thư thoại. Hoshiteki-na là bảo thủ đích, nghĩa là tính bảo thủ. Shue là thủ vệ, nghĩa là nhân viên bảo vệ. Về thông tin bổ sung ấy, thì chúng ta lưu ý các chữ vần u thì phải nhớ việc có trường âm hay không tùy từng chữ. Ví dụ các chữ có trường âm này, ví dụ chữ chu này, chu này trong từ chữ chu này trong từ chu vi, chữ chu này nghĩa là tuần, đều có đọc là trường âm là siêu đúng không? Chữ chú này trong từ chú ý đúng không nhỉ? Đọc
đọc là chư, chư này. Đây là chữ trú trong từ gì đấy? Trong từ cư trú đúng nhỉ? Hoặc là trú sở, địa chỉ ấy. Ví dụ như là jiu chỗ hoặc là kyo chư. Chữ trú này trong từ gì nhỉ? Đỗ xe, chư xạ nhá. Hoặc là chư xa dồ. Đây là chữ trụ, đọc là gì nhỉ? Chư trong từ đen chư. Đây là chữ tù, đọc là siêu. Ví dụ trong từ siêu jin, tù nhân. Đây là chữ tu, ví dụ trong từ gì nhỉ? Trong từ siêu đi đấy, tu lý, sửa chữa. Đây là tú trong từ yêu siêu, ưu tú, xuất sắc. Đây là hai chữ thu, đây là một, đây là mùa thu. Đây là gì nhỉ? Đây là trong từ thu, thu chi đúng không? Thu nhập, siêu như, đều có trường âm cả. Đây là thú, ví dụ từ gì nhỉ? Trong từ mãnh thú chẳng hạn đấy, moju hoặc là quái thú, kaiju nhá, đều có trường âm hết. Tuy nhiên có nhiều chữ vần u không có trường âm, ví dụ đây là chữ chu, nghĩa là màu đỏ đậm này, không có này. Đây là chữ chủ, ví dụ trong từ chủ nhân, shujin cũng không có trường âm. Chữ thủ cũng không có trường âm đúng không? Ví dụ kasu, không ai đọc là kasu hết. Thủ này trong từ bảo thủ, hosu cũng không có trường âm. Thụ trong từ gì nhỉ? Trong từ gì nhỉ? Trong từ yushin, thụ tín, nghĩa là nhận tín hiệu ấy, cũng không có trường âm. Thụ này trong từ yugyo cũng không có trường âm. Đây là thù, cũng không có trường âm đúng không? Trong từ tokusu, đặc thù nhá. Đấy, thì cái những chữ vần u rất là linh tinh. Chữ thì có trường âm, chữ thì không. Chỉ có cách là các bạn nhớ thôi. Tiếp theo chữ quá. Chúng ta có chữ quá ghép bởi bộ. Cái này giống cái nhà hai tầng đúng không nhỉ? Thôi mình cũng chả biết gọi là cái bộ gì nữa. Các bạn tự nhớ theo cách của các bạn nhé. Âm cương đọc là sư hoặc là ayama. Ví dụ trong từ sư nghi đự, nghĩa là vượt qua hoặc là quá. Sanji sư nghi là tam thời quá, là quá 3 giờ. Sugosu là trải qua hoặc là dành thời gian với ai đó. Thori sư nghi đự nghĩa là thông quá, là đi vượt qua. Và nó có một cái từ đọc ít hơn, đấy là từ ayamachi, nghĩa là sai lầm. Âm ôn đọc là ka, ví dụ trong từ kako là quá khứ này. Đấy. Kahansu quá bán số, nghĩa là quá nửa. Kamitsu là quá mật, nghĩa là dày đặc. Ngoài ra còn có một số từ khác nữa. Ví dụ các bạn có từ kajo, chữ quá với chữ thặng, có nghĩa là quá mức. Quá mức, kajo na tính từ đối na nhé. Từ ka độ, quá độ đấy. Ví dụ như chúng ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội ấy, đúng nhỉ? Hay là gì nhỉ? Quá trình, kt, kt. Đó, đó là một số. Hay là từ sư cờ, thông qua, thông quá. Đấy là thêm một số cái từ các bạn có thể tham khảo. Tiếp theo chúng ta có một số kanji tương tự của nó. Ví dụ đây là chữ họa, giống cái bộ nhà hai tầng ghép với lại cái bộ gì nhỉ? Bộ lễ này đúng không? Họa này đọc là gì? Đọc là cờ. Ví dụ trong từ sai cờ, tai họa nhé. Đấy, các bạn thấy nó ra luôn cái từ sai cờ này. Hay là từ gì nhỉ? Họa phúc này, ca phư cự. Đấy, họa với phúc song hành với nhau, đọc là ca phư cự. Đây là chữ qua ghép bởi bộ thủy với lại bộ nhà hai tầng, đúng nhỉ? Chữ qua này đọc là ừ dư, âm cương ừ dư nhá, nghĩa là vòng nước xoáy. Đây là chữ oa, bộ kim với lại bộ nhà hai tầng đúng nhỉ? Đấy, nhà hai tầng mới có cái nồi bằng vàng đúng không? Thì nồi này là nabe. Đấy, món lẩu của chúng ta, cái nồi của chúng ta ấy. Thế nhưng mà người ta hay viết dưới dạng gì nhỉ? Ở trình độ sơ cấp người ta viết hiragana thôi, còn kanji thì lên cao. Tiếp theo chúng ta có chữ mộng. Chữ mộng ghép bởi phần bên trên cùng là bộ thảo đúng không? Phần bên dưới là võng đúng nhỉ? Là võng, bộ võng. Phần tiếp theo cái phần này này là bộ mịch, là bao trùm, và phần dưới cùng là chữ tịch là màn đêm. Vậy mình có thể nhớ chữ này đây nhỉ? Màn đêm bao trùm đúng không? Nằm võng thảo mộng mơ đấy. Đây là chữ mộng nhá. Âm cương đọc là yume, ví dụ trong từ yume là giấc mơ hoặc là ước mơ. Hatsu yume là sơ mộng, là giấc mơ đầu tiên trong năm. Âm ghép đọc là mư, ví dụ từ mư chư là mộng chung, nghĩa là say mê chuyên tâm. Akumu là ác mộng. Mư nga mư chư là mải mê, bị thu hút bởi cái gì đó. Về thông tin bổ sung ấy, thì một số câu về cách sử dụng của từ mư chư này. Thứ nhất, đây là tính từ đuôi na. Ví dụ câu là anime ni mư chư ni nateru, là tôi đang rất là say mê với phim hoạt hình Nhật. Kare wa umareta bakari no koromo ni mư chư da, là anh ấy đang quấn quýt với đứa con vừa ra đời. Và chúng ta không được dùng với dạng động từ là mư chư suru, nhớ nha. Tiếp theo chữ đích, chữ cuối cùng của bài hôm nay. Chữ đích ghép bởi phần bên trái là bộ bạch, phần bên phải là bộ trước đúng không? Chữ đích này có âm cương là mato ấy, chính là cái đích ngắm đến đấy đúng nhỉ? Khi mà môn bắn cung cái vòng tròn mà nó cứ vẽ các vòng ấy, đấy đấy gọi là cái mato, nghĩa là cái đích hoặc là đối tượng. Âm ôn đọc là teki, ví dụ từ mokuteki nghĩa là mục đích. Tekikakuna là đích xác, nghĩa là chính xác, xác đáng.
Kokusaitiki là quốc tế đích, nghĩa là mang tính quốc tế. Shakaitiki là xã hội đích, là có tính xã hội. Sekokuteki là tích cực đích, là mang tính tích cực. Shokyokuteki là tiêu cực đích, là mang tính tiêu cực. Minshuteki là dân chủ đích, là có tính dân chủ. Vậy các bạn thấy rằng rất là nhiều cái từ có cái đuôi teki đúng không? Đây chính là cái phần thông tin bổ sung nhé. Khi chúng ta thêm chữ đích vào đằng sau các danh từ ấy, vào sau nhiều danh từ, không phải là các danh từ, thì có thể biến nó thành tính từ đuôi na. Đấy. Không phải là tất cả các danh từ, ví dụ các bạn không thêm tabemono teki đâu, đúng nhỉ? Các bạn phải thêm vào những cái mà người ta quy định sẵn. Thì các bạn có thể biến nó thành tính từ đuôi na. Ngoài những cái từ bên phải này này, thì các bạn còn có những thêm một số từ mới, ví dụ như là shini teki na là mang tính tâm lý, diso teki na là mang tính lý tưởng, đúng nhỉ? Insho teki na là mang tính ấn tượng, koten teki na là mang tính cổ điển, và gendai teki na là mang tính hiện đại. Đấy là nội dung của bài hôm nay. Thì bài hôm nay là cái bài mà cũng khá là quan trọng, những cái chữ Hán này cũng khá là dùng khá là nhiều trong các trình độ trên nhá, trình độ cao. Do vậy các bạn về nhà xem lại video và làm bài tập để dễ nhớ hơn. Chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video lần sau.